nó quay trở lại chỉ cần kiếm tiền 8.0, kênh kiếm tiền 8.0 sẽ gửi đến bạn chương trình airdrop của dự án sàn token Blocknet. Đầu tiên các bạn click phần link mô tả mình đăng ký một cái tài khoản, đăng ký thì ở cổng đăng ký thì mail password và nhập các trang các bạn. Nếu có gỡ hộp thư spam, nếu có gỡ hộp thư về các bạn nhập thư spam quảng cáo rồi login verify, không gỡ thì các bạn login luôn nha các bạn. Rồi đầu tiên các bạn bấm vào My Event các bạn. Sau khi nó ra giao diện bấm vào My Event hộp quà các bạn. Rồi các bạn bấm vào Party hồng màu xanh cái số 24 giờ nữa các bạn. Con này chương trình nó kết thúc là vào ngày 8 tháng 3 nha các bạn, năm 2020. Nhiệm vụ của nó là các bạn, đầu tiên là các bạn xin up cái sàn Bitcoin này các bạn, sàn này nè các bạn. Các bạn cần phải KYC, KYC các dạng chúng hướng dẫn KYC. Nhiệm vụ nó là các bạn join group Telegram của nó nè. Rồi mình sẽ làm nhiệm vụ mình join nha. Các bạn bấm vào để nhận 50 token SBTB nha các bạn. Rồi các bạn join vào. Thông cảm các bạn, sao sớm hàng chữ của mình bự lắm, giờ mình làm video hàng chữ chút xíu, nói chuyện qua trong web máy tính luôn. Rồi các bạn join vào nha các bạn. Rồi các bạn thoát ra các bạn, các bạn qua đây nè, gạo setting nè, copy cái phần username này nha các bạn. Rồi để mình đảo lại cái hồi nãy mình đăng điện thông tin nha các bạn. Rồi các bạn ghi username vào các bạn. A cộng anh 032 99 31 577 032 99 31 577. Rồi bấm 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 rồi phim nữa các bạn. Rồi gì mà được phone. Rồi các bạn follow Paper nha các bạn. Và follow Paper và retweet nha các bạn. Và chưa follow Paper nè. Các bạn nhớ like và subscribe ủng hộ mình nha. Kèo này là kèo rất là ngon nha các bạn. Các bạn chiến đi cứ. Kiếm tiền Mary đừng bỏ qua kèo nào. Kèo nào ăn được thì mình ăn, kèo ăn được thì mình không có mắc gì hết. Rồi các bạn theo dõi nha các bạn. Các bạn chạy chút nha các bạn. Máy mình lót hơi chậm nha các bạn. Lót cái trang web mới hơi chậm. Rồi các bạn xuống đây các bạn like cho nó một hai bài nha các bạn. Rồi thích nó là bài đầu tiên nha các bạn. Rồi các bạn test lại nha các bạn. Rồi các bạn thoát ra nha các bạn. Rồi các bạn ghi username theo word của các bạn vào nha. A cộng thì win u v n n H9. Rồi bạn bấm confirm nha các bạn. Rồi hai tách KC. KC bạn bấm vào nút KC nha các bạn. Các bạn KC bấm vào nút KC nha các bạn. Chỉ cần giấy chứng minh nhân dân nha các bạn. Rồi đầu tiên các bạn điền thông tin vào, các bạn trong đi card giấy chứng minh nhân dân hay là passport các bạn. Đầu tiên các bạn ghi tên fit name vô, rồi last name các bạn ghi tên họ vào các bạn. Rồi chọn quốc gia Việt Nam, số ID. Rồi các bạn up lên một giấy chứng minh nhân dân mặt trước và một cái cảnh có hình gì nữa các bạn, bấm nét này mà. Các bạn nào không biết thì dùng Google dịch các bạn. Vậy video mình kết thúc nha các bạn. Chào tạm biệt các bạn.